Xin chào các bạn đang theo dõi kênh video của xe điện motor điện. Hôm nay xin giới thiệu đến các bạn chọn bộ một cái bộ giảm xóc càng chữ A phía trước, hay còn gọi là bộ đầu giảm xóc chữ A. Đây bao gồm hai chữ A trên và hai chữ A dưới giảm xóc, và loại mặt bích Meyer 3 ốc này. Đây là mặt bích 3 ốc này. Đấy, tim ốc của nó là 78 này. Càng chữ A là dài 36 này. Giảm xóc cũng dài 36 cm này. Đây là bộ chữ A thuộc dạng có thể căn chỉnh. Đây là ốc căn chỉnh này. Căn chỉnh độ ngả, độ chụm của bánh, độ chụm, độ toe của bánh xe. Tất cả phụ kiện là đầy đủ. Có u đỡ này, u bắt và những cái vị trí này để hàn khung là đầy đủ này. Có vị trí bắt ốc giảm xóc này. Đấy. Đây, vị trí bắt ốc giảm xóc này, u bắt giảm xóc này. Giảm xóc hai lò xo các bạn nhé, có chiều dài là 36 cm. Bộ này cũng có thể gắn được đĩa các bạn. Này có ốc phát đĩa. Tuy nhiên ở đây trong bộ này là bộ trang bị là không bao gồm hệ thống phanh, chỉ bao gồm hệ thống đầy đủ phanh cơ bình thường thôi. Mọi chi tiết đặt hàng xin liên hệ 0953 818 955. Cảm ơn các bạn đã theo dõi video.